Chọn tiền hay sở thích thì làm anh Quang nhớ tới một cái câu nói của Steve Jobs. Stay hungry, stay foolish. Đúng không các bạn? And một cái câu khác là do what you love and love what you do. Thì đối với anh, đối với câu này á, cả hai nó đều có một cái ý nghĩa nhất định trong cuộc sống của mình. Một cái là yếu tố duy trì, còn một cái là yếu tố thúc đẩy giúp cho mình phát triển hơn. Thì do đó đối với bản thân của anh tới thời điểm hiện tại thì so với những cái cụm từ trước về áp lực đồng trang lứa vân vân, anh cảm thấy anh là một người không có nhiều tiền các bạn. Anh cảm thấy là thay vì tiền thì chính vì những cái sở thích mà anh đã có được, học tập tại khoa, phát triển tại khoa vân vân, bước ra đời, những cái sở thích của mình nó sẽ giúp cho mình tạo ra thêm được những việc mình muốn làm. Và từ những cái việc mình muốn làm như vậy thì các bạn sẽ có thể tạo ra thu nhập. Và chính nhờ những cái thu nhập đó thì các bạn lại tiếp tục có thể là duy trì những cái sở thích và đam mê. Thật ra thì cái cụm này nó rất là chung chung để cho các bạn thấy. Thì phiên trước thì các bạn cũng có nghe các anh chị chia sẻ về ba vòng tròn. Để đạt được tới cái điểm chung của ba vòng tròn đó thì anh nghĩ là nó cũng sẽ rất là khó khăn. Tuy nhiên thì anh nghĩ rằng là tới thời điểm hiện tại thì đối với bản thân của riêng anh thôi, anh sẽ lựa chọn làm theo những cái mà anh thích. Và việc lựa chọn làm giáo dục cũng là một trong những cái mong muốn của em tới thời điểm hiện tại. Và tại sao hồi nãy cô Hồng có nói là anh Quang là làm về công việc tư vấn du học, thì anh Quang nói là hòm hòm đúng thôi. Cái mà anh nghĩ xa hơn, giống như những cái anh chị chia sẻ ở đây, Khoa Chim đã có từng chia sẻ là nếu như mình giữ một cái quan điểm của một người ngoại giao, một nhà ngoại giao, làm ở trong bất cứ một cái lĩnh vực gì với một cái ý thức là mình là người làm ngoại giao, thì lúc nào anh cũng tin tưởng rằng là quan hệ quốc tế vừa là một cái bệ phóng rất là chắc chắn cho các bạn. Và tới thời điểm hiện tại thì anh vẫn nhờ vào đó để có thể là phát triển hơn. Và năm nay thì anh cũng có một cái may mắn là trở thành phó trưởng ban hợp tác quốc tế của một cuộc thi Olympic tiếng Anh của quốc gia do Viện Kỷ lục Việt Nam kết hợp với lại Bộ Khoa học Công nghệ tổ chức. Và với cái tinh thần như vậy thì một cái sự đam mê làm giáo dục và cộng thêm những cái nền tảng chắc chắn của IA thì anh lúc nào cũng tin tưởng rằng những cái đó nó sẽ giúp cho chúng ta kiếm được tiền. Và từ đó chúng ta sẽ có thể tiếp tục duy trì và phát huy tiếp những cái khả năng của mình. Đó là những cái mà anh muốn chia sẻ với các bạn về cụm từ khóa này.